Thưa quý vị và các bạn, vào một đêm tối trời năm 1972, một chiếc máy bay trực thăng đặc biệt của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã bí mật xâm nhập vào miền Bắc Việt Nam. Nhiệm vụ của chiếc máy bay này là nghe lén những cuộc điện đàm từ các trụ sở quan trọng của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn hãy cùng giải mã phi vụ nghe lén lịch sử này nhé. Bí mật chiếc trực thăng gián điệp trong chiến tranh Việt Nam. Trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, tin tức về miền Bắc Việt Nam do các cơ quan tình báo Mỹ như tình báo lục quân, hải quân, không quân và CIA, NSA thu được vô cùng ít ỏi. Một phần vì quân dân miền Bắc không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác. Mặt khác, các nhà lãnh đạo Hà Nội hạn chế sử dụng sóng vô tuyến trong thông tin liên lạc đến mức tối đa vì họ biết hệ thống trinh sát điện tử của người Mỹ đặt tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, các trạm thu tin trên đất Lào và các tàu mã thám thuộc hạm đội 7 thường xuyên lảng vảng ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ để có thể dễ dàng nắm bắt được các tần số của các sóng này, và đội ngũ chuyên viên giải mã của Mỹ đều là những người vô cùng giỏi. Vì vậy, phần lớn mệnh lệnh chỉ huy chiến đấu của quân đội nhân dân và của lực lượng công an nhân dân Việt Nam đều thông qua mạng lưới điện thoại hữu tuyến. Điều này có cái bất lợi là phải giải dây, lắm khi giải cả 100 km, xuyên qua các đèo cao, dốc thẳm và rừng già, đồng thời phải thường xuyên túc trực một đội quân để đề phòng biệt kích phá hoại, vừa làm nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế nếu chẳng may nó bị đứt hoặc bị hở mạch. Tuy nhiên, ưu điểm do đường dây hữu tuyến mang lại là đối phương khó có thể nghe lén, vì nếu muốn nghe lén được, người Mỹ sẽ phải cử kỹ thuật viên đến tận nơi, sờ tận tay, nhưng đó là chuyện không tưởng. Chưa kể khi bộc lộ phần lõi bằng đồng hoặc bằng kim loại khác bên trong sợi dây để kết nối thiết bị nghe lén, nó sẽ tạo ra nhiễu, dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể khiến người trực tổng đài nghi ngờ. Vào thời điểm CIA bắt đầu kế hoạch nghe lén ở Nghệ An, chiến dịch Linbacker ném bom hủy diệt miền Bắc đang diễn ra. Vì vậy, CIA yêu cầu không quân Mỹ tổ chức một cuộc tập kích lớn vào khu vực Thanh Hóa, Ninh Bình trong đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6 để nghi binh, nhưng không tiết lộ cho chỉ huy lực lượng không quân biết họ đang làm gì, mà chỉ đề nghị máy bay ném bom đừng bay vào vùng tiếp giáp giữa Nghệ An và Lào, nhằm tránh va chạm hoặc bắn nhầm chiếc Hughes 500 Quad 1, chiếc trực thăng được sử dụng cho kế hoạch nghe lén. Sau khi hoàn chỉnh hai chiếc trực thăng Hughes 500 Quad 1 dựa vào những bức không ảnh chụp đường dây điện thoại tại Nghệ An, CIA cho dựng một sa bàn sát với kích thước giống như thật, kể cả một đoạn sông Lam cũng được đào nhưng không có nước, nằm sát một ngọn núi trong căn cứ bí mật vùng 51, Air Force Area 51 thuộc bang Nevada. Để che mắt vệ tinh trinh sát Liên Xô, mỗi ngày bay qua nước Mỹ 6 lần, CIA ngụy trang sa bàn thành một phim trường đang thực hiện quay một bộ phim hành động với những chiếc xe sơn màu trắng. Bên hông có hàng chữ to đùng Paramount là tên một hãng phim ở Hollywood, Mỹ, cùng hệ thống đèn rọi cỡ lớn và hàng chục tấm pano chiếu sáng, hàng dãy nhà tiền chế đặt lộ thiên ngoài trời. Vào tháng 8 năm 1971, hai phi công người Đài Loan thuộc Không đoàn 34 Trung Hoa Dân Quốc được gọi sang Nevada. Hướng dẫn cho họ tập bay trên chiếc Hughes 500 Quad 1 là hai phi công kỳ cựu của Air America, Lord George Anthony Lamont Jr. và Daniel H. Smith. Bên cạnh đó, hai biệt kích người Lào cũng được gọi sang để huấn luyện cách thức lắp đặt thiết bị. Đến lúc này, hãng Hughes lại đưa ra một cải tiến. Thay vì thả biệt kích xuống trụ điện thoại để lắp đặt thiết bị nghe lén bằng thang dây, thì họ gắn ở hai bên cửa trực thăng, mỗi bên một tấm kim loại bằng nhôm, tựa như chiếc ghế. Biệt kích ngồi trên chiếc ghế này chỉ cần khom người xuống, thao tác trong lúc trực thăng vẫn bay treo tại chỗ. Bên cạnh đó, Hughes 500 Quad 1 còn được lắp đặt camera hồng ngoại Affleur để bay đêm. Daniel S. Smith kể, từ độ cao 500m, tôi dạy phi công Đài Loan cách hạ cánh xuống mục tiêu thật nhanh, rồi giữ cho trực thăng đứng yên trong 2 phút.
sau đó lên ngay. Cũng có khi tôi cho họ bay cách mặt đất khoảng 2 mét, rồi đột ngột bốc lên 4,5 mét, điểm dừng ngay trên đỉnh của chiếc cột điện thoại. Jackerman, sĩ quan phụ trách huấn luyện lắp đặt thiết bị nghe lén nói, trong hơn 90 lần thực tập, thời gian lắp đặt hoàn chỉnh của biệt kích Lào trung bình là 1 phút 18 giây. Đến giai đoạn cuối, họ rút xuống còn 1 phút 6 giây, nhưng tôi sẽ cố gắng để họ thực hiện chỉ trong 1 phút. Tháng 10 năm 1971, CIA chuyển hai chiếc Hughes 500 đến căn cứ không quân thuộc không đoàn 34 ở Đài Loan. Tại đây, phi công Đài Loan tiếp tục tập bay đêm, bay trong điều kiện thời tiết xấu, gió thổi mạnh hoặc sương mù. Kết quả cho thấy trong điều kiện thời tiết bình thường, khi đã vào đến mục tiêu, việc lắp đặt thiết bị nghe lén tính từ lúc Hughes 500 bắt đầu bay treo đỉnh cột cho đến khi hoàn tất, thời gian chỉ là 1 phút 4 giây. Nếu có sương mù đậm, thời gian là 1 phút 27 giây, còn nếu gió thổi với tốc độ là 15 m trên giây thì thời gian là xấp xỉ 2 phút. Một tối tháng 5 năm 1972, hai chiếc Hughes 500 mang số hiệu N351X và N352X được chuyển đến Thái Lan. Sau khi lấy thêm nhiên liệu, nó bay sang Lào cùng với một máy bay vận tải C-130 chở theo các chuyên gia kỹ thuật. Don Stephen, người quản lý hai chiếc Hughes 500 tại căn cứ bí mật PS-44 của CIA ở tỉnh Bắc Sê, Lào kể lại, khi nó hạ cánh, tôi đã cố gắng lắng nghe xem tiếng động cơ phát ra từ hướng nào nhưng tôi không thể nghe thấy. Mãi đến khi nó chỉ còn cách tôi chừng 200 mét, tôi mới biết có một chiếc trực thăng đang ở trên đầu mình. Rod Taylor, kỹ sư dự án của hãng Hughes nói thêm, trong căn cứ, chiếc Hughes 500 cất, hạ cánh lúc nào, chẳng ai biết. Căn cứ PS-44 nằm trên một ngọn đồi, ba mặt đều là dốc đứng, cách thị trấn Bắc Sê khoảng hơn 30 km về hướng đông nam, gồm những dãy nhà lợp tôn dành cho quân phòng vệ người Mông của Vàng Pao, một đường băng dã chiến làm bằng những tấm vỉ sắt ghép lại, một kho chứa xăng và một trạm kiểm soát không lưu. Lớp bụi đất bốc lên sau mỗi lần máy bay lên xuống khiến căn cứ ngập trong một màu vàng bẩn thỉu. Hai phi công người Đài Loan được phép ra thị xã Bắc Sê chơi bời, nhưng khi được lệnh giữ bí mật tuyệt đối về những gì họ sắp sửa làm, còn hai biệt kích kiêm kỹ thuật viên người Lào thì bị giam lỏng trong một căn phòng vì họ là mấu chốt của kế hoạch nghe lén. Dick Castorin, phi công của Air American nhớ lại, phần lớn địa điểm chơi bời của chúng tôi là các nhà thổ ở Bắc Sê với những cô gái điếm người Thái. Thường thì chúng tôi không ai nói với họ là mình ở đâu và làm gì. Ngay giữa phi công với nhau, chúng tôi vẫn chỉ gọi nhau bằng nickname, biệt danh. Còn với CIA, chúng tôi là khách hàng. Lúc này, tin tình báo của CIA cho biết một đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam và một đơn vị quân đội nhân dân cách mạng Lào đã xuất hiện cách Bắc Sê khoảng 35 km về phía Bắc. Tuy nhiên, nếu đối phương muốn tiến công căn cứ PS-44 thì chỉ có thể xông vào từ một hướng duy nhất là hướng Tây, nhưng hướng này đã có 6 đồn lính Vàng Pao làm nhiệm vụ bảo vệ. Dẫu vậy, để đề phòng, thỉnh thoảng mới có một buổi bay tập vào ban ngày, nhưng camera hồng ngoại và hai băng ca được tháo ra rồi ngụy trang như những chuyến bay tiếp tế thực phẩm nhằm đánh lạc hướng điệp viên Hà Nội có thể ở đâu đó quanh vùng. Theo Stephen, sĩ quan quản lý hai chiếc Hughes 500 Quiet One, máy bay được đặt trong một nhà chứa và được che giấu rất kín đáo nhằm tránh con mắt soi mói của vệ tinh do thám Liên Xô. Nhưng xui rủi thay, trong một lần bay tập, lúc chập choạng tối, chiếc Hughes 500 Quiet One số hiệu N352X khi hạ cánh bị hỏng cánh quạt chính vì va vào một ngọn cây rồi rơi xuống một vũng lầy. Theo hãng Hughes, việc sửa chữa có thể kéo dài trong nhiều tuần lễ, nên vì vậy, kế hoạch nghe lén sẽ phải thực hiện mà không có trực thăng dự phòng. Chưa kể, hai phi công Đài Loan liên tục cãi nhau về việc ai sẽ là lính lái chính trên chiếc Hughes 500 Quiet One còn lại. Lamotte, người huấn luyện cho hai phi công ấy kể, cuối cùng CIA quyết định loại họ ra khỏi cuộc chơi bằng cách đưa họ sang căn cứ Guam, giam lỏng ở đó cho đến khi kế hoạch nghe lén kết thúc. Việc sắp nhập Nghệ An được giao cho tôi và Daniel H. Smith. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 1972, CIA chỉ đạo hãng Air America
chuyển đến căn cứ PS-44, một trực thăng Sikorsky Sky S-58T Twin Peaks để làm nhiệm vụ giải cứu nếu chiếc Hughes 500 mang số hiệu N351X Quad One bị bắn rơi. Người trực tiếp điều hành kế hoạch lắp đặt thiết bị nghe lén là James Grerum, trợ lý chỉ huy CIA tại Udon Thani, Thái Lan. Ông nói, CIA hy vọng có thể nghe được những cuộc điện thoại của người Bắc Việt Nam trước khi mùa mưa bắt đầu, nhưng một loạt rủi ro xảy ra cộng thêm gió mùa đến sớm nên chuyến bay bị trì hoãn. Cuối cùng, gần nửa đêm ngày 5 tháng 6 năm 1972, Lamotte và Smith lái chiếc Hughes 500 mang số hiệu N351X cất cánh từ căn cứ PS-44 với hai biệt kích kiêm kỹ thuật viên người Lào. Ngoài camera hồng ngoại, hệ thống định vị tầm xa Roland C, Lamotte và Smith còn được trang bị kính để nhìn đêm SU-50 và đây là loại kính lần đầu tiên được đưa vào sử dụng. Theo sau họ là chiếc trực thăng cứu hộ Twin Peaks, nhưng nó chỉ đến một trạm thu tin ở CIA ở gần biên giới Lào-Việt thì nằm lại. Tại căn cứ này, CIA đã bố trí sẵn một toán biệt kích người Lào với đầy đủ súng đạn cùng một máy bay De Havilland DHC-6 Twin Otter để đề phòng trường hợp cần phải sử dụng vũ lực giải cứu chiếc Hughes 500 Quiet One cùng phi hành đoàn. Thời điểm ấy, chiến dịch Linbacker ném bom hủy diệt miền Bắc đang diễn ra, vì vậy CIA yêu cầu không quân Mỹ tổ chức một cuộc tập kích lớn vào khu vực Thanh Hóa, Ninh Bình trong đêm ngày 5 và rạng sáng ngày 6 để nghi binh, nhưng không tiết lộ cho chỉ huy lực lượng không quân biết họ đang làm gì, mà chỉ đề nghị máy bay ném bom đừng bay vào vùng tiếp giáp giữa Nghệ An và Lào nhằm tránh va chạm hoặc bắn nhầm chiếc Hughes 500 Quiet One. Theo kế hoạch, khi đến mục tiêu, biệt kích Lào ngồi trên trực thăng sẽ khom mình xuống để đặt một mảnh gỗ mỏng, trên đó có tấm pin mặt trời mà hai cạnh của mảnh gỗ đã có sẵn hai lỗ định vị. Với một chiếc khoan nhỏ cầm trên tay chạy bằng pin hoạt động được 10 phút, họ sẽ khoan hai lỗ vào đỉnh cột điện thoại, đặt tấm pin mặt trời xuống rồi cố định nó với hai chiếc chốt cũng làm bằng gỗ. Tiếp theo, họ giấu bộ thu phát sóng vào góc của thanh ngang, dùng để đỡ đường dây điện thoại, nhìn xa có thể như một miếng gỗ được gá thêm vào cho chắc chắn, rồi dùng hai chiếc kẹp bé tí có hình dạng như ngàm cá sấu kẹp vào đường dây. Ở ngàm của hai chiếc kẹp ấy có gắn một bộ cảm biến đo những rung động của sóng âm thanh, nên vì vậy không cần phải bộc lộ lõi trong dây mà vẫn nghe được một cuộc điện đàm. Với dây dẫn từ pin mặt trời đến bộ thu phát sóng, họ dán nó dọc theo dây cột bằng những loại keo đặc biệt, màu sắc trùng hợp với thân gỗ. Tất cả mọi việc, hai biệt kích phải hoàn thành trong vòng 1 phút 15 giây. Vượt qua biên giới Lào-Việt, Lamotte dùng kính, nhìn đêm và camera hồng ngoại điều khiển trực thăng bay vào ngoằn ngoèo giữa những ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn. Tất cả mọi liên lạc vô tuyến đều không được phép. Đèn hiệu máy bay cũng tắt ngúm. Gần đến mục tiêu, Lamotte đã hạ độ cao xuống chỉ còn 50m, rồi cho trực thăng lách qua ngọn cây. Khi nhìn thấy dãy cột điện thoại, anh ta cho trực thăng xả xuống. Đến lúc này xuất hiện một sự cố, cột điện thoại không cao 4m như nhận định của chuyên viên không ảnh, mà nó chỉ cao chừng 2,5m. Lamotte nói, độ cao ấy không đảm bảo lực nâng cho trực thăng bay treo quá 1 phút, nên tôi ra hiệu cho hai biệt kích Lào nhảy xuống. Do đã được huấn luyện phương án dự phòng, hai biệt kích người Lào nhanh chóng ra khỏi máy bay, còn Lamotte cho trực thăng đáp xuống con đường đất. Một trong hai biệt kích trèo lên cột điện thoại với túi đồ nghề lỉnh kỉnh, nhưng hỡi ôi, cột thay vì làm bằng gỗ, nó lại làm bằng bê tông. Cố gắng khoan, nhưng vẫn chẳng ăn thua vì mũi khoan chỉ dùng cho gỗ, gã biệt kích lấy tuyếp keo, dán dây dẫn, bôi xuống mặt bê tông một lớp, rồi ấn tấm pin mặt trời lên, sau đó anh ta lắp bộ thu phát sóng. Công việc kéo dài gần 5 phút, hấp tấp lao về phía máy bay, một biệt kích trượt chân, ngã sóng xoài, khiến phi công phụ Smith phải nhảy xuống, đẩy anh ta lên. Trên đường về, khi gần tới đất Lào, phi công Lamotte mở radio, rồi khi biết trạm thu tin của CIA ở Thái Lan đã nhận được tín hiệu từ bộ thu phát sóng, Lamotte nói, thế là thành công. Hai ngày sau, trạm thu tin nghe được cuộc đàm thoại đầu tiên, tất cả chỉ có alo nghe đây, và đầu bên kia nói 4375.
Các chuyên gia phân tích tình báo của CIA ở Udon Thani, Thái Lan điên đầu vì cái 4375 ấy. Hỏi một nhân viên người Việt thì hóa ra một số người miền Bắc gọi số 5 là nhăm, nhưng 4375 là gì thì chịu. Những ngày sau đó, trạm thu tin liên tục nghe được những cuộc điện thoại, nhưng tất cả chỉ là những con số. Các bộ óc giải mã giỏi nhất của CIA, của tình báo quân đội và của cả NSA được yêu cầu phải tìm cho ra được những ý nghĩa mật ngữ này. Tuy nhiên, kết quả đều mờ mịt. Vào ngày 28 tháng 10, nghĩa là gần 4 tháng kể từ khi thiết bị nghe lén được lắp đặt, một chuyên viên phân tích không ảnh ở căn cứ Clark, Philippines, lúc so sánh những bức ảnh do máy bay U-2 vừa chụp được với những câu mật ngữ, đã phát hiện ra rằng đó chỉ là những báo cáo về mực nước của con sông Lam. Còn căn nhà gạch bên sườn núi là một trạm thủy văn, làm nhiệm vụ cảnh báo lũ lụt. Mấy năm sau, khi biết chuyện này, phi công Lamotte chỉ nói được một từ là shame, xấu hổ quá. Nhiệm vụ gián điệp này được CIA báo cáo là đã thành công, nhưng không ai biết chính xác những thông tin mà CIA thu được thực sự có hữu ích đối với chính phủ Mỹ lúc đó hay không. Vì đến năm 1973, Mỹ buộc phải ký vào hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Được gọi tắt là Hiệp định Paris, hiệp định đó đã buộc toàn bộ binh lính Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.